Sự đấy, làn da chân, làn da đùi này đang mịn màng trắng trẻo này. Bây giờ bắt đầu là từ hôm mà động tay vào cái khăn lau phơi ở đấy xong nó ngứa, xong bắt đầu nó lan ra, uống mấy chục loại thuốc, bôi mấy chục loại thuốc rồi. Hiệu thuốc không dám bán nữa tại vì là sợ nó biến chứng, bảo là phải đi lên bệnh viện lớn khám. Đây này, kinh khủng không? Mất 4 triệu tiền mua đồ các thứ rồi mà chỉ vì cái rẻ lau phơi ở sân đằng sau mà bây giờ chưa khỏi. Thế xong rồi bây giờ chuẩn xong rồi bắt đầu là không mới được lại, đang dùng thử bài thuốc sơn sa. Công việc đang bận thế là chưa đi được, đang gáy cố. Sợ không hỏng hết cả làn da chân, hỏng hết cả cơ thể rồi. Nói đùa chứ, mình hiền thì mình chỉ nói ra miệng, với cả mình vẫn còn kiềm chế, mình còn từ từ. Hay là mình có mà có sau này mà có rõ ràng, mình có trả đũa thì mình cũng không làm người ta tổn thương đến mức độ là như mình, mà là mình chỉ gọi là mang tính chất là răn đe một chút để cho người ta biết là khi mà tổn hại hay là khi bị tổn thương thì nó sẽ là như thế nào cho người ta cảm nhận được thôi. Chứ còn nếu như trường hợp mà phải người mà người ta giữ tính, chắc là cái kiểu mà gây hại cho người khác, gọi là kiểu tâm địa xấu xa, xong là bắt đầu là gây hại cho người khác mà đến mức tổn thương như thế này thì chắc chắn là lấy mạng người chứ không phải lấy đâu. Không lấy mạng người lớn thì lấy mạng trẻ con, không những cho thành tật, cho thành tàn tật, chứ cũng không phải là cứ hại người khác xong rồi là ung dung cứ giấu mặt hại người xong rồi ung dung thôi. Cái này nha, ví dụ chẳng hạn như là những cái chi phí mà chữa triệt để bệnh về da này này thì chắc là ví dụ chẳng hạn như kể cả là con cái nọ cái kia mà sức đề kháng có yếu đi chăng nữa thì nó chỉ tầm mấy thôi, nó chỉ tầm 100-200 triệu thôi. Hoặc là ví dụ chẳng hạn như là tùy theo một vài chục triệu, một vài chục triệu thì chắc là không đủ, nhưng mà ví dụ ở đây là mình triệu là chữa lằng nhằng ở đây mà còn 4 triệu rồi, còn chưa kể bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức làm thuốc dân gian nữa thì chắc nó chỉ được vào khoảng vài chục triệu đến 200 triệu là khỏi. Còn nếu như trường hợp mà tất cả những cái bệnh của mình ấy, thì chỉ khoảng tầm 500 triệu thôi, 500 triệu mang ra là khỏi việc cơ bản. Nhưng mà cái vấn đề là nó tổn thương da này, xong rồi để cho nó trở lại cái trạng thái mà khi mà chưa bị hại như thế này đấy, xác định là phải mất vài tỷ luôn. Mặc dù là da nó có cái cơ chế phục hồi, nó sẽ thay tế bào cũ và nó loại bỏ những tế bào cũ và nó đã thay tế bào mới, nhưng nó sẽ để lại những cái tổn thương da, và để cho mình phục hồi lại như thế nhé, để phục hồi lại như thế thì mình sẽ mất khoảng vài vài tỷ, xác định là mất vài tỷ thì nó mới đẹp được. Đây này, bây giờ đến lúc nó ngứa mà nó đừng ngứa là nó ngứa nan ra khắp cơ thể, bôi đủ các loại thuốc với cả dùng đủ bán thuốc dân gian không khỏi, mà chỉ từ hôm mà lau tay vào cái dây phơi ở đằng sau, không biết là ai đấy là có thể người ta nhúng cái dây phơi đấy vào nước bồn cầu, hoặc là bôi hóa chất, hoặc là cách nào đấy, hoặc nhúng vào ổ chó ổ mèo hay cách nào đấy, nhưng mình chỉ biết rằng là sau khi mà cái khăn lau phơi khô cho nó nắng để cho nó để lau tay cho nó sạch, thì cuối cùng vừa lau tay vào cái tự nhiên lại cảm thấy ngứa ở cổ tay phải. Mình rửa tay sát khuẩn xong bắt đầu mình lau nước đi để cho nó sạch sẽ không, thì lại thấy là ngứa ở cổ tay phải. Thế xong là bắt đầu vài tiếng sau, bắt đầu cái cổ tay phải nó đỏ dần lên như thế này, thì bắt đầu là khi mà nó nặng đi thì cái cổ tay đang trắng thì bây giờ nó chạy trở thành là thâm xì và đen vào như thế này, không thể phục hồi được luôn, nó không ấy nữa. Thế xong bắt đầu cứ thế là nó nan ra khắp luôn, nó nan ra khắp người, nên nói chung là kiểu là tiểu nhân và ác. Mình chỉ cần sơ sẩy một chút, mà mình gọi là mình chỉ sơ sẩy một chút mà mình thiếu phòng bị một chút là khủng khiếp luôn. Đây này, khắp người khắp cơ thể cứ như thế này luôn, ngứa đêm ngứa 2-3 giờ sáng không ngủ được luôn, nhiều công việc không làm được trong khi bây giờ đang bận, ác cực kỳ luôn. Cái này gọi là mất nhân tính con người luôn. Mà cái vấn đề là nó cứ giấu mặt xong nó làm hại, chứ nó cứ lộ mặt ra thì này mình có biết mà biết cách mà đằng đề phòng, đằng này nó cứ giấu mặt nó làm hại. Cái khăn lau lau bao nhiêu ngày, lau bao nhiêu ngày chả làm sao, lau tay bao nhiêu ngày chả làm sao, vẫn lành nếp bình thường. Tự nhiên hôm đấy bắt đầu là thay vì mang lên trên tầng 3 để phơi thì phơi ở phía đằng sau này này, phơi ở cái sân phơi đằng sau để cho nó khô nắng, tại vì ngại lên tầng 3. Thế xong rồi là cuối cùng là sơ suất một chút, thế xong rồi bây giờ là lau tay vào cái khăn đấy một cái là cả người bị như này luôn.